Tin bóng đá hôm nay 16 tháng 7, Arsenal sắp có vua phá lưới Bundesliga. Coutinho đồng ý trở lại Liverpool. Maguire đến MU kiểm tra y tế. Đức Huy tiết lộ lý do xuất ngoại không thành công của Xuân Trường là những tin tức chính trong bản tin ngày hôm nay. Arsenal sắp chiêu mộ được Everton Soares. Arsenal sắp có tiền đạo Everton Soares, ngôi sao của Brazil ở Copa America 2019. Theo Daily Star, các nhân viên y tế của Arsenal đã bay sang Brazil để tiến hành kiểm tra y tế với Everton. Dự kiến trong vài giờ nữa, vụ chuyển nhượng này sẽ hoàn tất. Arsenal đã đàm phán với câu lạc bộ Grêmio về trường hợp của Everton trong suốt thời gian diễn ra Copa America 2019. Cuối cùng, nhờ sự góp mặt của Edu, cựu danh thủ Brazil, giám đốc kỹ thuật của Arsenal, nên pháo thủ đã chốt được thương vụ này. Everton đá trận ra mắt cho Grêmio vào năm 2014. Anh đã ghi được 49 bàn thắng trong 210 lần ra sân cho câu lạc bộ của Brazil. Anh đã cùng Brazil giành chức vô địch Copa America 2019, giải đấu mà cầu thủ 23 tuổi này ghi được 3 bàn và đoạt danh hiệu vua phá lưới. Coutinho đồng ý trở lại Liverpool. Tờ Miro Anh cho biết Coutinho đã đồng ý quay lại Liverpool với bản hợp đồng theo dạng cho mượn. Ngôi sao người Brazil đã không chứng tỏ được tài năng của mình sau khi chuyển sang Barca vào tháng 1 năm 2018. Sau khi Griezmann gia nhập Barcelona, cơ hội ra sân của Coutinho sẽ càng ít đi. Do vậy anh đã quyết định tìm đường ra đi. Trang Calcio Mercato cho biết Coutinho đã đồng ý lời đề nghị của Liverpool. Theo đó, anh sẽ chơi 2 mùa giải theo dạng cho mượn ở câu lạc bộ cũ kèm theo lựa chọn mua Đức trị giá 88 triệu bảng. Việc quay lại Liverpool được cho là lựa chọn sáng suốt với Coutinho ở thời điểm này. Trước đó có thông tin rằng Coutinho sẽ được đưa vào vụ chiêu mộ Neymar của Barca. Man City tự tin Leroy Sané sẽ từ chối Bayern Munich. Sané đã trải qua 3 năm thi đấu thành công ở Man City nhưng anh chưa gia hạn hợp đồng. Được biết bản hợp đồng hiện tại của Sané với Man City sẽ đáo hạn vào năm 2021. Bayern Munich muốn nhân cơ hội này để chiêu mộ cầu thủ người Đức. Tuy nhiên theo tờ Miro, Man City không hề lo lắng khi Bayern Munich quan tâm tới Sané. Họ tin rằng cầu thủ 23 tuổi này sẽ ở lại Etihad. Bất chấp sự chèo kèo của Bayern Munich, Sané được cho là không có ý định quay về Đức thi đấu trong tương lai gần. Maguire đến MU kiểm tra y tế. Với 80 triệu bảng chồng lên bàn đàm phán, MU đã thuyết phục thành công Leicester City bán trung vệ Harry Maguire. Tờ The Sun Anh đưa tin, mức phí này được trả trước 60 triệu bảng, 20 triệu bảng phụ phí trả theo thành tích của cầu thủ 26 tuổi tại MU. Maguire hiện đang ở Pháp trong đợt tập huấn trước mùa của Leicester. Dự kiến trong vòng 24 giờ tới, Maguire sẽ bay về Anh. Tới Kering từng tiến hành thủ tục kiểm tra y tế. Nếu thông tin trên chính xác thì đây là tin vui lớn với các fan MU. Từ năm ngoái, MU đã chật vật trong việc tìm kiếm một trung vệ chất lượng. Neymar trở lại Paris chốt tương lai. Tờ Sport Tây Ban Nha loan tin vào chiều tối qua 14/7, Neymar đã lên chuyên cơ riêng từ Brazil trở lại Pháp. Hôm nay, Neymar sẽ đến trụ sở của PSG để định đoạt tương lai của mình mùa tới. Neymar dự định sẽ tham dự cuộc họp khẩn với giám đốc thể thao Leonardo và đề xuất nguyện vọng muốn chia tay PSG dù vẫn còn 3 năm hợp đồng. Ông Leonardo trước đó đã nói thẳng thừng rằng Neymar có thể rời PSG nếu đội bóng này nhận được lời đề nghị phí chuyển nhượng phù hợp. Tuy nhiên, tới thời điểm này phía Barca chưa đưa ra đề nghị chính thức nào. Những ngày qua, Barca bận rộn với việc giải phóng hợp đồng Antoine Griezmann và ra mắt tiền vệ người Pháp. Có lẽ, sau khi hoàn tất chiêu mộ Griezmann, Barca mới dồn lực tập trung vụ Neymar. MU tranh giành tiền đạo của Bundesliga với West Ham. Theo báo chí Anh, MU đang tranh giành tiền đạo Sebastian Haller với West Ham. Cầu thủ của Eintracht Frankfurt đã ghi được 19 bàn thắng trong 39 lần ra sân ở mùa giải trước. MU rất quan tâm với Haller và sẽ gửi đề nghị để chiêu mộ cầu thủ 25 tuổi người Pháp nếu như Lukaku ra đi. Chấn thương ở giai đoạn cuối mùa giải tuy có khiến Haller giảm sút phong độ nhưng điều này vẫn không ngăn cản được sự chú ý của Quỷ Đỏ. Đặc biệt khi Romelu Lukaku đã lấp lửng ý định chia tay Old Trafford ngay trong mùa hè này để gia nhập Inter Milan.
West Ham cũng để mắt tới Haller và hy vọng có thể mua tiền đạo này với giá 36 triệu bảng. West Ham rất muốn có sự phục vụ của Haller sau khi Marko Arnautović rời câu lạc bộ. Icardi đe dọa phá hỏng thương vụ Lukaku sang Inter. Tiền đạo Mauro Icardi tỏ ra không hài lòng sau khi bị Inter gạch tên khỏi danh sách du đấu mùa hè này. Chân sút người Argentina không nằm trong kế hoạch của huấn luyện viên Antonio Conte ở mùa giải sau. Inter Milan rất muốn bán Icardi trong mùa hè này để có ngân quỹ chiêu mộ Romelu Lukaku. Tuy nhiên ý đồ của Inter có thể tan thành mây khói khi mà Icardi muốn ở lại đến khi kết thúc hợp đồng. Tôi sẽ ở lại đây thêm 2 năm nữa. Tôi sẽ nhận lương và không rời Inter Milan, Icardi tuyên bố trên tờ La Repubblica. Inter Milan cũng đang gặp khó khăn trong việc bán Icardi khi mà chưa có đội bóng nào hỏi mua tiền đạo người Argentina. MU hết hy vọng giành Eriksen. Theo tờ Guardian Anh, MU đã hết hy vọng chiêu mộ Christian Eriksen. Cầu thủ người Đan Mạch được xem là ứng viên thay thế Paul Pogba ở MU. Eriksen cũng đã hé lộ khả năng ra đi trong mùa hè này. Tottenham có thể chấp nhận bán anh với mức giá 70 triệu bảng. Tuy nhiên Eriksen muốn thi đấu ở Champions League mùa sau nên MU không có cửa mua cầu thủ này. Quỷ đỏ sẽ xuống chơi ở Europa League mùa tới do cán đích ở vị trí thứ 6 mùa giải trước. Theo truyền thông xứ sương mù, Eriksen sẽ ở lại Tottenham khi mà anh có quá ít lựa chọn. Real Madrid quan tâm tới Eriksen nhưng huấn luyện viên Zinedine Zidane thích Paul Pogba hơn tiền vệ người Đan Mạch. Ban lãnh đạo Real Madrid sẽ cố sức chiêu mộ Pogba để chiều lòng Zidane. Ban lãnh đạo MU không muốn chiêu mộ Bruno Fernandes. Theo tờ The Sun Anh, MU nhiều khả năng không chiêu mộ tiền vệ của Sporting Lisbon, Bruno Fernandes trong mùa hè này. Câu lạc bộ của Bồ Đào Nha muốn bán Bruno Fernandes với giá 70 triệu bảng. Trong khi Ole Gunnar Solskjaer tin rằng MU cần chiêu mộ Fernandes thì ban lãnh đạo của MU không mấy quan tâm tới tuyển thủ Bồ Đào Nha. Theo tờ Correio da Manha Bồ Đào Nha, MU không muốn chi 70 triệu bảng cho cầu thủ không thường xuyên ra sân ở Champions League. Mùa giải trước, Sporting Lisbon chỉ góp mặt ở Europa League và Bruno Fernandes không có cơ hội thể hiện ở Champions League. Tuy nhiên anh đã đóng góp 31 bàn thắng cho Sporting Lisbon ở mùa giải trước. Dù vậy, thành tích này là không đủ để tiền vệ 24 tuổi ghi điểm với ban lãnh đạo MU. Đến với bóng đá Việt Nam, Đức Huy tiết lộ lý do xuất ngoại không thành công của Xuân Trường, Công Phượng. Tiền vệ câu lạc bộ Hà Nội và tuyển Việt Nam Phạm Đức Huy tự tin thi đấu tại Thái League. Tôi chưa nghĩ tới việc sang Nhật Bản hay Hàn Quốc thi đấu, không phải tự ti hay khiêm tốn, nhưng tôi không biết liệu có đáp ứng được yêu cầu hay không. Tôi cho rằng với khả năng hiện nay, tôi có thể thi đấu tại Thái League. Đức Huy chia sẻ, đánh giá về 3 cầu thủ đã và đang chơi bóng ở nước ngoài gồm Xuân Trường, Công Phượng và Văn Lâm. Đức Huy cho biết sự không phù hợp về lối chơi là lý do khiến Xuân Trường và Công Phượng không trụ lại được lâu. Trong khi vị trí thủ môn của Văn Lâm lại tương đối dễ dàng thích nghi hơn. Vấn đề của họ là không hợp lối chơi. Tôi có quan sát bóng đá Thái Lan, họ chơi bóng cực kỳ tốc độ. Trong vài trận đấu, các đội mạnh không thể đè sân hoàn toàn mà bóng liên tục lăn. Việc phải thi đấu liên tục với tốc độ cao là khó khăn đối với Xuân Trường. Còn với Công Phượng, Hàn Quốc là môi trường ưa sử dụng cầu thủ cao to, đầy sức mạnh. Họ thường chơi bóng dài và rõ ràng với một người chơi lắt léo như Công Phượng thì không hợp để phát huy. Trường hợp thành công nhất hiện nay là anh Đặng Văn Lâm lại khá đặc thù. Vị trí thủ môn cũng dễ hòa nhập hơn. U18 Việt Nam đụng độ Thái Lan. Theo kết quả bốc thăm vừa được Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á công bố, U18 Việt Nam nằm ở bảng B giải U18 Đông Nam Á 2019. Ngoài Việt Nam, ở bảng đấu này còn có sự hiện diện của Malaysia, Thái Lan, Australia, Singapore và Campuchia. Đây được coi là bảng đấu tử thần tại giải U18 Đông Nam Á năm nay. Trong khi bảng B quy tụ nhiều đối thủ sừng sỏ thì ở bảng A, Indonesia và Myanmar được dự báo sẽ dễ dàng giành 2 tấn vé vào bán kết. Ngoài Indonesia và Myanmar, bảng đấu này còn có sự hiện diện của Lào, Đông Timor, Philippines và Brunei. Giải U18 Đông Nam Á 2019 diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 6 đến 19 tháng 8 năm 2019. U18 Việt Nam đá trận đầu tiên ở giải đấu này vào ngày 7 tháng 8, gặp U18 Malaysia. Theo thể thức giải đấu, hai đội nhất nhì bảng A và B sẽ giành quyền vào bán kết. Hai đội thắng ở bán kết sẽ giành quyền đá trận chung kết, còn hai đội thua sẽ đá trận tranh hạng 3. Câu lạc bộ Thái Lan để ý Văn Thành. Mới đây, báo chí Thái Lan đang rầm rộ đưa tin hậu vệ cánh phải của đội tuyển Việt Nam Vũ Văn Thanh sẽ chuyển sang xứ chùa vàng chơi bóng trong màu áo một đội bóng ở Thái League. Theo đó,
Hai cái tên được đồn đoán đã dành sự quan tâm đặc biệt cho cầu thủ sinh năm 1996 là đội bóng chủ quản của thủ thành Đặng Văn Lâm Muang Thông United và đội đang xếp thứ 5 trên bảng, xếp hạng Thai Pop FC. Thậm chí, giới thạo tin cho hay một trong hai đội bóng nói trên đã gửi lời đề nghị nghiêm túc đến Hoàng Anh Gia Lai để đặt vấn đề đưa Vũ Văn Thanh sang chơi ở Thai League. Được biết, hiện thị trường chuyển nhượng tại giải VDQ Thái Lan vẫn đang mở cửa. Các đội bóng chỉ không thể tham gia vào các thương vụ mua bán sau khi hết hạn vào ngày 19 tháng 7. Văn Quyết bị hack tài khoản mạng xã hội. Các tài khoản mạng xã hội của giới cầu thủ, huấn luyện viên của bóng đá Việt Nam hiện đang là mục tiêu tấn công hàng đầu của các hacker nhằm lừa đảo, trục lợi. Chính vì thế mà gần đây, các cầu thủ đã liên tục gặp vô số rắc rối liên quan đến tài khoản mạng xã hội. Mới đây nhất, Văn Quyết bất ngờ đăng tải một bài viết thông báo Instagram của mình hiện tại có bạn đang cầm nhầm. Mọi người lưu ý không phải của Quyết nữa nhé.